Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là thêm được cái nick game rồi ha. Thì phần delete nè, cái phần delete thì cũng cũng dễ lắm các bạn. Cái phần delete thì các bạn sẽ cho mình cái nút delete như thế này, và sau đó các bạn xuống cái phần destroy nè, các bạn sẽ cho mình là nick ha, nick bằng nick nick quét không ta, à không ha, sẽ là next file id và mình sẽ delete ha các bạn. Rồi sau khi mà delete thành công rồi, mình sẽ quay trở về cái trang trước đó các bạn, là return redirect route ha. Row của nó là next và index các bạn. Rồi ok. Rồi. Thì sau đó mình sẽ làm cái phần sửa cái nick này các bạn. Cái cập nhật cái nick này ha. Thì cái phần cập nhật cái nick nó cũng dễ thôi các bạn. Các bạn sẽ cho mình là cái phần add nè. Add của cái nick là các bạn copy ra cho mình ha. Các bạn qua edit nè, các bạn paste ra cho mình. Rồi. Sau đó các bạn quay lại nick controller nè. Ở đây thì mình sẽ copy từ cái thằng index này các bạn. Mình quay xuống cái thằng edit, bắt ra liquid category nè, và cái này các bạn sẽ cho mình là nick file file id ha. Rồi nick index edit compact nick. Rồi ok, quay lại trang edit ha. Thì cái trang edit này á, bây giờ các bạn sẽ sửa lại cho mình là cập nhật game. Cái này là liệt kê nick game nè, update nè. Các bạn sẽ cho mình là một cái nữa là thêm nick game ha. Thêm nick game đi. Rồi ok, ở đây thì trong một update này các bạn sẽ đẩy cho mình một cái ID đi. Để nick ID ha, update phải cần có ID các bạn. Rồi title price in May, cái phần hình ảnh này bây giờ mình sẽ cho nó hiển thị ra. Các bạn quay lại trang index nè, copy ra cho nó lẹ ha, edit path ra nick nick ok price value thì ở đây các bạn sẽ cho mình là value vào nick title đi. Rồi tiếp tục cái value phía này, giá hình ảnh thì mình có rồi nè, mô tả thì mình bắt ra đây ha, bỏ cái value này đi là description. Rồi status này á thì các bạn sẽ copy từ cái thằng category cho mình, edit nè, copy từ cái thằng if này đi cho nhanh hơn thôi các bạn. Status nếu nick thay tính bằng một ha, hiển thị hoặc không hiển thị. Thuộc game thì ở đây á, thuộc game này á các bạn không cho cái select nữa ha, bạn không cho cái select nữa, và cái show này thì các bạn bỏ đi cho mình luôn. Rồi show này các bạn bỏ đi cho mình luôn ha, mình sẽ làm đơn giản nhất có thể các bạn. Ở đây mình sẽ là cập nhật thuộc game. Cái phần thuộc game này thì mình sẽ copy từ, các bạn sẽ copy cho mình từ cái food title nè, bắt ra đây. Ở đây các bạn đổi lại cho mình là keyword, không thôi thì các bạn copy từ cái đoạn test area này cũng được ha, sẽ cho nó lớn lớn lên tí xíu mình dễ xem hơn các bạn. Đây là keyword. Rồi ok, đây khoảng lít đồ sữa ha. Nick không xác định được nick. Edit cần 31. Nick có S hả? Bây giờ các bạn bỏ S đi cho mình ha. Rồi. Đây, mình sẽ được như thế này nè các bạn. Lớp nè. Lớp là gậy nè. Răng là 6 nè. Máy chủ nè.
và server, thì thay vì các bạn lựa chọn giống cái phần thêm các bạn ha, thay vì các bạn lựa chọn giống cái phần thêm thì bây giờ mình thêm dày cho nó tiện các bạn. Thay vì lớp bây giờ là lớp down đi ha, răng cho là răng là mừ đi, máy chủ Kaku tách 1 đi ha các bạn, và server Kaku tách 1. Rồi sau đó mình cập nhật các bạn ha, mình cập nhật. Các bạn quay lại cho mình cái edit nè, cái hình ảnh thì các bạn bỏ required cho mình ha, có hình ảnh hoặc không có cũng không sao. Rồi sau đó cái tới cái phần update này các bạn, cái phần update thì các bạn sẽ copy cho mình cái phần store này, copy cho mình cái phần store này, sau đó các bạn quay xuống cho mình cái phần update đi, update bắt ra đây, mình không cần cái phần này nữa ha, không cần chi bút này nữa. Rồi mình chỉ là update bình thường thôi ha, file file id. Rồi ok, random nè. Thì cái số random này á, mình sẽ cho random lại ha các bạn. Và cái next attribute này thì các bạn sẽ chỉ cho để đi đâu. Bây giờ nó là gì các bạn? Thuộc tính đúng không? Các bạn đổi lại cho mình là attribute nè. Attribute nè. Rồi, khi bạn đổi lại attribute thì ở đây các bạn chỉ việc là lấy cho mình cái attribute thôi. Không cần phải làm như cái phần thêm ha, data attribute bright status cái Korea ID, mình bỏ cái Korea ID này luôn. Rồi mình bỏ cái Korea ID này luôn ha các bạn. Cái phần sửa nè, cái phần cập nhật nè, mình không cho nó cập nhật lại cái nó thuộc game gì ha. Nếu mà các bạn muốn mà chỉnh lại thuộc game gì thì mình phải thêm ha, mình phải thêm lại cái nick mới đi đó, mình sẽ thêm lại cái nick mới. Còn ví dụ như các bạn đã thêm liên quân thì nó là liên quân ha, liên minh thì nó là liên minh. Nói chung ra nó cũng ít nhầm lẫn lắm các bạn ha, cũng ít sai, cũng ít nhầm lẫn lắm, cho nên cái ID này thì mình vẫn để im các bạn, mình vẫn để nguyên ha. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình lại cái phần nick đi các bạn, cho mình vào cái phần nick đi, các bạn mở lại cho mình cái phần red nè, ở đây là thuộc game đi, các bạn sẽ cho mình lại thuộc game đi ha, game edit tab ra đây. Rồi thì cái phần thuộc game này các bạn bỏ cho mình cái show cái query đi ha, mình sẽ cho là nếu như các bạn cho dòng nếu ở đây, nếu mà cái s mà nó bằng những các bạn bằng ở bên control này, các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần edit nè, ở đây mình chưa có nick ha, chưa có cái query. Đây các bạn copy từ trên đây kéo xuống dưới đây, áp cho mình cái query. Rồi ở đây thì các bạn sẽ so sánh là bằng cái nick ấy, get ID chứ, mà nó bằng cái gì các bạn, bằng nick cái query ID, cái ID thì mình sẽ là select, hoặc không thôi thì mình để rỗng ha. Rồi bây giờ mình sẽ refresh lại từ đây các bạn. Ủa, bị lỗi gì đây? Và lúc option, à cái option value này nó phải nằm ở trong đây ha các bạn. Được rồi, ok. Và cái này nó phải nằm trong cái option luôn các bạn ha, này nó đang bị rối nè đó, nó phải nằm trong cái option luôn. Rồi quay lại đây, thuộc trên một làn lá các bạn, nó thuộc trên một làn lá. Còn ví dụ như các bạn chọn danh mục khác thì nó cũng không có thay đổi gì ha.
là rồi mình sẽ là răng, mình sẽ cho là răng 10 để lớp down đi, rồi có test gì đó, rồi mình sẽ cập nhật các bạn phương thức post. À cái bên cái edit nè, các bạn sẽ chỉnh cho mình cái phương thức này là phương thức put nha, put nha. Rồi ok, mình sẽ là bây giờ mình chỉnh một lớp cao đi, cập nhật. Hình ảnh image name bằng image, các bạn coi lại cho mình cái phần object thôi. À ở đây các bạn sẽ cho mình là nếu get in my, nếu mà có hình ảnh các bạn ha, thì mình mới thực hiện cái này, mình thực hiện cái câu lệnh này ha, còn không thì thôi các bạn. Đó. Rồi, lại ok, update thành công rồi các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, next game nè, răng lớp down nè, răng 10 nè các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ có là quay trở về cái nét các bạn nhập rất thành công ha.